Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh giải trí Popo TV Online. Hôm nay, chủ đề của chúng ta vẫn là cô bé Masa. Chắc các bạn ai cũng biết cô bé Masa dễ thương và đáng yêu như thế nào rồi phải không? Nhưng có lẽ cô bé ấy còn nổi tiếng hơn cả bởi những trò quậy phá tinh nghịch mà đôi lúc khiến chú gấu tốt bụng phải bó tay chịu thua. Hôm nay cũng vậy, sau những trò đùa nghịch ngợm của cô bé ấy thì căn phòng đã bị cô bé làm cho bừa bộn và rối tung cả lên. Nên để có được một căn phòng sạch đẹp như lúc ban đầu thì có lẽ các bạn phải cùng mình giúp Masa một tay rồi. Nào các bạn ơi, cùng mình sẵn tay lên bắt đầu dọn dẹp căn phòng nhé. Đầu tiên, các bạn hãy cùng với mình tìm kiếm những cái vật dụng mà bị vung vẩy khắp phòng, cho nó vào cái sọt nhé các bạn. Đầu tiên là một chiếc áo này. Chiếc áo đang nằm ở trên giường này, chúng ta sẽ cho vào sọt. Đây, chiếc áo thứ hai, cho vào sọt các bạn ơi. Đây là một chiếc áo đang nằm trên thanh giường này các bạn. Chúng ta lại tiếp tục cho vào sọt. Vẫn là chiếc áo đây nữa này các bạn, chúng ta cho vào sọt. Một chiếc khăn đang nằm trên kệ. Và tiếp theo một chiếc khăn đang nằm dưới sàn nhà này các bạn ơi. Wow, đồ đạc đúng là quá là bề bộn và vung vẩy. Đây, một chiếc khăn nữa nào. Tiếp tục cho vào sọt thôi. Wow. Tiếp theo thì sau khi đã cho những cái vật dụng vào sọt rồi thì chúng ta lại tiếp tục nhặt rác cho vào thùng rác nha các bạn. Quá là dơ bẩn thôi. Nhặt cho vào thùng rác này các bạn ơi. Đây, một mảnh giấy nữa này. Một quả táo, chúng ta lại tiếp tục cho vào thùng rác thôi. Đây, một mảnh giấy nữa này, cho vào thùng rác. Tiếp theo, các bạn ơi, vẫn còn rác nữa đấy, nhưng các bạn nên tìm giúp mình xem nào. Đây, trên bàn, nó đã nằm trên bàn này, cho vào thùng thôi. Đâu nữa các bạn ơi? Đây này. Tiếp theo đây này các bạn ơi, nó nằm ngay trên giường đây này. Đây này, vẫn còn này. Cho vào sọt thôi. Sau một hồi dọn dẹp thì căn phòng của chúng ta cũng đã nhìn trông cũng đã đỡ hơn rồi phải không các bạn? Vẫn còn rác đấy các bạn ơi, tìm giúp mình với. Đâu nào, mình nhìn hết ra rồi, vung vẩy khắp phòng quá đi. Tiếp tục cho vào thùng rác. Còn rác ở đâu nữa đây nè các bạn ơi? Tìm thấy rồi này, nó nằm ngay trên thân giường. Chúng ta lại tiếp tục cho vào thùng rác. Vẫn còn ở đâu đây nhỉ? Cho vào thùng rác nhé. Tiếp theo, bây giờ
chúng ta sẽ dùng cái bàn chải để cọ rửa những cái vết bẩn nhé các bạn. Vết bẩn đâu nào? Vết bẩn đây này, nằm ngay trên thành giường đây này. Ồ, quá là dơ bẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ dùng cái máy hút bụi để hút những cái vết bẩn nha các bạn. Những vết bẩn nằm ngay dưới sàn đây này. Ồ, sạch rồi. Tiếp theo còn còn một vết bẩn ở đây đây này. Ồ, sạch rồi các bạn ơi. Bây giờ căn phòng của chúng ta đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Tiếp theo sẽ là gì đây này? Tiếp theo chúng ta sẽ đặt những cái vật dụng mà vung vẩy trở về cái vị trí ban đầu của nó nhé các bạn. Bình hoa này, bình hoa, chúng ta sẽ đặt cái bình hoa vào vị trí của nó đây. Ban đầu nó là nằm trên bàn nhé các bạn, chúng ta sẽ đặt nó trở lại trên bàn. Còn gấu này nằm ở đâu đây nhỉ? Gấu nằm ở đâu đây các bạn ơi? Các bạn ơi tìm giúp mình vị trí của chú gấu nhé. Chú gấu của chúng ta đang ở đâu đây? Đây này. Thì ra vị trí lúc đầu của chú gấu là ở trên cái kệ. Cái kệ sách. Tiếp theo chiếc gối thì có lẽ nằm ở trên giường. Đây này các bạn ơi, vị trí của nó ban đầu là nằm ở đây đây này. Tiếp theo chú gấu của chúng ta nằm ở chú gấu của chúng ta vẫn nằm ở trên kệ sách, kế chú gấu trúc ban nãy này. Cuối cùng chú thỏ của chúng ta đặt ở đâu các bạn ơi? Các bạn ơi, mình tìm chưa thấy vị trí của chú gấu. Các bạn ơi chỉ giúp mình với. Đây này. Xong rồi. Ơi, cuối cùng sau những vất vả thì giờ chúng ta đã thu được thành quả. Căn phòng bừa bộn khi nãy đã đẹp và tươm tất trở lại rồi, phải không các bạn? Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ và theo dõi kênh giải trí của chúng tôi. Hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đăng ký để đón theo dõi thường xuyên hơn nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kênh giải trí Bobo TV Online.